Nếu như vài tháng trước thì chúng ta đã có cặp đôi gọi là kỳ phùng địch thủ giữa là Redmi và Realme, đó chính là chiếc điện thoại Redmi Note 12 Turbo và Neo 5 SE. Và hiện tại thì bây giờ cái phiên bản tiếp theo của 12 Turbo nó ra mắt rồi, đó là con Turbo 3. Thì Realme cũng sẽ cho ra mắt phiên bản tiếp theo của con Neo 5 SE, đó chính là con Neo 6 SE. Con Redmi Turbo 3 thì mình đã làm video rồi, anh em có thể xem lại. Còn video ngày hôm nay thì mình vừa mới mượn được con Realme Neo 6 SE để trải nghiệm và làm video đánh giá cho anh em luôn. Và xin chào anh em, rồi trở lại với review nghệ, mình là Minh. Anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn chuông để bắt đầu video. Ok, đầu tiên thì về mức giá đi. Nếu như con Turbo 3 nó sẽ có mức giá tầm khoảng là hơn 7 củ thì em này nó sẽ rẻ hơn, đó là 6 củ mà thôi. Chính xác là 6,2 triệu. Mình có tham khảo cửa hàng Click3 đang bán cái này. Anh em quan tâm thì có thể vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết hơn giá em tọa này anh em nha. Cơ bản thì mức giá rẻ hơn con Turbo 3. Tuy nhiên thì cái bản RAM ROM của em này nó chỉ là 8256 mà thôi, chứ không phải là 12256 như là con Turbo 3. Nếu như xét trong cùng RAM ROM đi thì có thể là nó cũng sẽ rơi đó tầm khoảng là 7 củ. Nói chung là lệch cũng không nhiều so với con Redmi Turbo 3 đâu. Còn về phần ngoại hình thì đây, ok, để mình tháo cái ốp ra nha. Với cơ bản thì đối với cái ốp như thế này thì nó cũng giống như là trên cái ốp của mấy con Redmi, Xiaomi dạo này thôi, nhám nhám như thế này đó. Nói chung là mình cũng rất là thích kiểu này, cầm nó rất là sướng tay. Ok, thì đến với nhân vật chính ngày hôm nay đi. Về cơ bản nhìn vào thì mình đánh giá nha, em này nó có kiểu thiết kế nó khá là giống con Redmi Note 13 Pro cộng anh em nhé. Nó cũng sẽ được làm bo cong hai mặt như thế này đó, và chất liệu thì cũng chỉ được làm bằng nhựa thôi. Nói chung là mình rất là mong muốn cái mặt lưng của con Neo 6 SE này nó sẽ được làm bằng kính, nhưng mà không, con này chỉ là làm bằng nhựa mà thôi. Và khung viền thì cũng được làm bằng nhựa nốt, nên là tổng thể nhìn vào nó khá là giống con Redmi Note 3 Pro Plus mình đã từng làm trước đây. Do là cái phần mặt lưng nó sẽ cong lên phần viền như thế này, cho nên là cái khả năng cầm nắm của mình nó vẫn rất là thoải mái khi mà anh em sử dụng máy trần đó. Nó không bị quá là cứng tay như là những con máy có thiết kế vuông cạnh ở thời điểm tại. Và kể cả cái phần cạnh vuông của cái phần khung này nó cũng sẽ được làm vát nhẹ đi một tí, nên là nó sẽ càng giảm thiểu đi cái việc mà bị cứng tay ở những cái cạnh như thế này. Và cũng tương tự như con Redmi Turbo 3, năm nay thì con Neo 6 SE này nó cũng sẽ cắt giảm đi một cái camera, chỉ còn là hai cảm biến thôi. Đấy, đây cũng là một điều thêm thấy thì cũng hơi khó hiểu tí, ngay cả trên con Redmi Turbo 3 đó, chả hiểu sao nó lại cắt giảm đi một cái camera macro. Nhưng mà nhìn chung lại thì với những cái con máy có mức giá khoảng tầm trung như thế này thì nó bị cắt giảm đi một cái camera thì cũng không gì quan trọng cả anh em ạ. Tại vì chụp ảnh cơ bản trên mắt này thì nó chỉ dừng ở mức gọi là bình thường thôi, chứ cũng không có gì gọi là đặc sắc cả. Và quay sang cái phần màn phía trước thì đây, màn cong các thứ luôn nhìn cũng rất là chất lượng. Kích thước thì nâng cấp hơn một tí, đó chính là 6.78 inch, cho là 6.8 đi. Và tấm nền là LTPO AMOLED luôn anh em nhé. Nói chung là một nâng cấp khá đáng kể so với con Realme Neo 5 SE trước đó. Độ phân giải sẽ là 1.5K này, và tần số quét sẽ là 120Hz. Nói chung là lúc chạm anh em vẫn rất là mượt mà thôi. Và độ sáng này tối đa lên tới là 600 nit anh em nhé. Một con số phải nói là rất là lớn bây giờ. Cho nên là đối với em này, anh em mang ra ngoài đường sử dụng các thứ thì cái khả năng hiển thị của nó vẫn tốt, vẫn đủ sáng để cho anh em có thể sử dụng một cách rất là thoải mái. Còn về viền màn hình các thứ này, anh em xem hai bên trên dưới phải nói là rất là mỏng luôn, để cho anh em có thể sử dụng trên cái màn hình như thế này thì thật sự nó rất là hài hòa. Và cái phần cong 2D như thế này thì khi mà anh em có chạm tay vào cái phần mép này như thế này này thì anh em vẫn có thể lướt chạm cũng rất là mượt mà, nó không hề bị loạn cảm ứng gì cả. Nói chung là một điều cũng rất là ok rồi. Về phần hiệu năng thì khác với con Redmi Turbo 3 thì em này sẽ được trang bị con chip Snap 7 cộng Gen 3. Về cơ bản thì nó vẫn sẽ yếu hơn con chip Snap 8S Gen 3 trên con Turbo 3, nhưng mà con chip này nó vẫn có thể đáp ứng được tốt những cái tác vụ cho anh em từ nặng cho tới nhẹ anh em nhé. Kể cả những anh em chơi những tựa game như là game Liên Quân Tốc Chiến hay là PUBG, nó đều có thể lên được là mức FPS 60 cho anh em luôn, giúp cho cái trải nghiệm chơi game nó sẽ mượt mà. Nói chung là đến với con chip 7 cộng Gen 2 ở thời điểm tại nó vẫn ổn, thì anh em cứ yên tâm trên con chip này. Và ngoài ra RAM với ROM đi kèm theo em thoại này nó sẽ có cái phiên bản tối ưu nhất cho anh em là 8256. Đây là phiên bản tiết kiệm nhất cho anh em. Còn nếu như anh em có nhu cầu cao hơn thì nó sẽ có những cái phiên bản cao hơn, tùy anh em lựa chọn 12256 hay là cao hơn nữa thì 16512 gì đó. Đây là tùy anh em lựa chọn thôi. Và tới phần mềm em này thì tất nhiên em này sẽ là phiên bản Android 14 rồi.
và cái phiên bản tùy biến là Realme UI 5.0 cho anh em luôn. Nói chung là với phần mềm tối ưu trên những con điện thoại Realme thế này thì thật sự không gì phải đáng chê đâu. Nó rất là mượt mà, lướt chạm qua lại những cái hiệu ứng phải nói là rất là ok luôn, không có hiện tượng bị giật lag nhiều cả. Đấy, nói chung là trước giờ Realme làm rất là tốt rồi. Và anh này thì còn có cả là UFS 4.0 cho anh em luôn. Đọc bộ nhớ nhanh hơn rất là nhiều. Còn về phần pin và sạc em này thì nó sẽ có cho mình một viên pin là 5500 mAh. Thật sự phải nói là rất trâu ở thời điểm tại, để cho nó có thể sử dụng những cái tác vụ hàng ngày thì nó đáp ứng phải nói là rất là thoải mái luôn. Kể cả anh em có sử dụng nhiều hay là chơi game các thứ, với cái dung lượng pin như thế này thì nó vẫn đáp ứng được cho anh em gọi là gần đủ trong vòng ngày. Cùng lắm thì anh em có thể cắm sạc với sạc 100W thì con này thì phải nói là rất là nhanh rồi. Đấy, đây là một điều nhỉnh hơn rất là nhiều nếu mà so với con Redmi Note 3, nó sẽ có sạc 90W. Rồi, về cuối cùng, nó về phần camera tí đi. Với cái phần này thì mình đã có đề cập lúc đầu rồi. Em này sẽ có hai cảm biến mà thôi, thay vì là ba cảm biến trên con Note 5 SE. Cơ mà mất đi một cái cam Mac Pro thì thật sự cũng không có gì về đáng nói cả anh em ạ. Nó vẫn sẽ có cam chính là 50 px khỏi f1.9, một cái siêu rộng 80 px khỏi f2.2. Vẫn có lấy nét tự động này, có chống rung quang để cho anh em có thể quay phim, chụp hình các thứ. Và đây, anh em có thể xem qua các bức ảnh mà mình đã có chụp trên em này. Đây, đó, anh em xem màu sắc cho ra thì rất là tươi này, chi tiết tốt này, có lấy nét nổi chủ thể so với cái phần phía sau khá rõ ràng, tách bạch. Còn với các bức ảnh góc siêu rộng thế này thì thật sự màu sắc nó có độ tương phản, nó hơi cao, màu đen hơi sâu nên là nhìn nó sẽ hơi tối đi một tí. Quay video thì em này lên được là 4K 60fps, rất là mượt mà cho nên luôn, để cho anh em có thể quay phim trên cái chiếc thoại này thì nó vẫn đáp ứng được anh em nhá. Còn về camera selfie thì nó cũng rất là ổn, các bức ảnh nó cho ra thì mình đánh giá nó cao hơn rất là nhiều so với con Redmi Note 3. Khi mà camera trên những chiếc điện thoại Realme thì nó sẽ có những cái khả năng làm đẹp, làm trắng một cách rất là tự nhiên, nhìn nó không bị giả. Và chi tiết thì cũng nét này, so phong thì cũng tạm này, chứ cũng không quá rõ ràng. Ngoài hiệu năng tốt ra thì trong tầm giá, camera em Realme Neo 6 SE này nó cũng sẽ đáp ứng được cho anh em ở mức ngon luôn nha. Ok, thì tổng quan lại với em Neo 6 SE này, nó sẽ có cho anh em một mức giá nó hợp lý hơn một tí, khi mà nó có cho mình là một cái phiên bản RAM ROM nó thấp hơn để cho nó có thể dễ dàng lựa chọn. Tại con này, anh em có ý kiến gì về chiếc điện thoại Realme Neo 6 SE này ở thời điểm tại thì anh em cứ để lại ở phần bình luận dưới. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.